Từ ngày 15 tháng 3, huyện Kiến Sương triển khai chiến dịch truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình năm 2023. Đây là một trong những giải pháp quan trọng để nâng cao chất lượng dân số trên địa bàn huyện hiện nay. Là một trong những địa phương đầu tiên tổ chức hoạt động mạnh về công tác dân số, năm nay xã Trà Giang đang gặp khó khăn do thiếu cán bộ chuyên trách dân số. Nhiều năm có tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên cao. Để chiến dịch truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình năm nay đạt kết quả cao, trạm y tế xã đã chủ động thực hiện nhiều biện pháp, trong đó chú trọng đổi mới các hình thức truyền thông, phát huy tốt vai trò tư vấn trực tiếp của cán bộ và cộng tác viên dân số để huy động được nhiều chị em tới thăm khám sức khỏe. Năm nay là cái chiến dịch thì sau cái ngày kỷ niệm lễ ngày 8 tháng 3, nên là chúng tôi đã triển khai tới các cái chị cộng tác viên dân số y tế dưới thôn là tổ chức các cái hoạt động truyền thông lồng ghép ngay vào cái buổi meeting kỷ niệm ngày 8 tháng 3. Bên cạnh đó, ngoài cái truyền thông lồng ghép hội nghị thì trạm y tế là thường xuyên có cái bài truyền thanh trên hệ thống loa truyền thanh của xã về cái tầm quan trọng của thăm khám phụ khoa định kỳ cũng như là thực hiện các cái biện pháp kế hoạch gia đình để tránh mang thai ngoài ý muốn. Và bên cạnh đó thì là cũng giao cho các cái cộng tác viên dân số là rà soát lại toàn bộ những cái mà đối tượng mà nằm trong độ tuổi sinh đẻ mà chưa áp dụng các biện pháp tránh thai, thì là động viên khuyến khích họ lên trạm y tế thực hiện các cái biện pháp tránh thai nhân dịp chiến dịch hoạt động mạnh về chăm sóc sức khỏe sản kế hoạch hóa gia đình. Đồng thời là chúng tôi đã gửi khoảng 400 cái giấy mời tới các cái đối tượng là các cái cụ, các bà mà cái khả năng tiếp nhận cái thông tin truyền thông qua hệ thống loa và cái hội nghị còn hạn chế để các bà cụ nắm được. Những năm gần đây, khi các công ty, doanh nghiệp sản xuất được hình thành và mở rộng trên địa bàn, số lượng chị em phụ nữ tham gia thăm khám dịch vụ trong dịp hoạt động mạnh giảm đáng kể. Chính vì vậy, Trung tâm Y tế huyện bằng nhiều biện pháp như sắp xếp lịch hoạt động vào các ngày cuối tuần, duy trì các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình cơ bản như thăm khám phụ khoa, đạt tháo dụng cụ tử cung, cung cấp các biện pháp tránh thai, tư vấn sức khỏe sinh sản còn luôn mở rộng, nâng cao chất lượng dịch vụ sức khỏe sinh sản. Theo như là các cái kế hoạch của những năm trước thì là vẫn triển khai tất cả các dịch vụ, nhưng năm nay là có mở rộng thêm một số cái dịch vụ như là siêu âm, đặc biệt là siêu âm tuyến vú, tuyến giáp. Thứ hai nữa là xét nghiệm sàng lọc ung thư cổ tử cung. Đấy. Thứ ba là tìm những cái tổn thương lành tính tại cổ tử cung thì sẽ đưa về trung tâm để điều trị. Còn những cái nghi ngờ sẽ chuyển tuyến kịp thời, làm thêm những cái xét nghiệm tìm cái dấu ấn ung thư ở gan, tuyến giáp, tuyến vú và ung thư phổi và ung thư tiền liệt tuyến ở nam giới để đáp ứng cái nhu cầu cho bà con của những cái xã mà vùng sâu vùng xa không tiếp cận được các cái dịch vụ ở tuyến trên. Trà Giang là cuối tỉnh cho nên là nó cũng xa cách bệnh viện lớn, cho nên là chị em cũng là chúng tôi cũng như là chị em khác là cũng ít khi đi, thì đến hôm nay là tất cả y bác sĩ ở vùng trên là cũng là về để chị em chúng tôi cũng là cùng nhau để đến để khám bệnh, kiểm tra bệnh tật trong cơ địa chị em chúng tôi hôm nay. Tôi cũng cảm ơn các bác sĩ. Khi mình cảm thấy mà đi kiểm tra rồi thì bác sĩ đã tư vấn và kiểm tra bệnh tật, mình cảm thấy khỏe thì cơ địa mình cũng con người chị em chúng tôi rất là phấn khởi. Không chỉ chú trọng triển khai hoạt động mạnh về dân số, các dịch vụ kỹ thuật được cung cấp kịp thời và an toàn tới phụ nữ, nhất là phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ, mà công tác truyền thông, tư vấn thời gian qua cũng luôn được Trung tâm Y tế chú trọng thực hiện. Theo đó, trong năm 2022, phòng truyền thông của Trung tâm đã tổ chức 34 hội nghị truyền thông trực tiếp về dân số, kế hoạch hóa gia đình, tổ chức 25 buổi nói chuyện trực tiếp truyền thông về chăm sóc sức khỏe sinh sản cho phụ nữ tại các trường học và các xã thị trấn. Từ đầu năm tới nay, Trung tâm đã tăng cường phối hợp với các nhà trường, đoàn thanh niên các xã để truyền thông chăm sóc sức khỏe sinh sản trẻ vị thanh niên, lồng ghép các nội dung về công tác giảm sinh con thứ ba trở lên, nâng cao chất lượng dân số trong hội viên phụ nữ. Tuy nhiên hiện nay, huyện nhà vẫn còn đối mặt nhiều khó khăn, thách thức. Quy mô dân số còn lớn, tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên tuy có giảm nhưng vẫn còn cao, 19,8% năm 2022. Tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh còn quá cao với 111 bé trai trên 100 bé gái.
tình trạng lựa chọn giới tính khi sinh và nạp vào thai vẫn tiếp diễn. Tất cả những điều đó đã ảnh hưởng rất lớn đến việc thực hiện mục tiêu giảm sinh con thứ ba trở lên và nâng cao chất lượng dân số. Hoạt động mạnh về công tác dân số đợt 1 năm 2023 ở huyện nhà sẽ diễn ra từ ngày 15 tháng 3 đến ngày 29 tháng 4. Để đợt hoạt động này đạt được hiệu quả cao nhất, Trung tâm Y tế huyện đã hướng dẫn các địa phương cần thành lập ban chỉ đạo, xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện chiến dịch phù hợp với điều kiện của mỗi địa phương, xác định rõ mục tiêu, địa chỉ, đối tượng tác động để chiến dịch đạt chất lượng và hiệu quả.